Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Nồi cơm của vị triết gia. Một ngày nọ, có một vị hiền triết cùng với các học trò của mình lên đường đi giảng đạo. Đến vùng núi gặp lúc mất mùa, nên cả thầy và trò đều phải ăn khoai mì, rau dại trừ bữa. Đến đây mấy hôm rồi mà thầy chúng ta vẫn chưa được ăn một bữa cơm lót dạ. Tôi thấy lo lắng cho sức khỏe của thầy quá. Hay để mai tôi dẫn các anh em đi sang vùng khác kiếm ít gạo. Trong tình cảnh loạn lạc hiện nay, tôi e là chúng ta vẫn phải ở lại đây thêm ít ngày nữa mới đi được. Các anh ơi! Có chuyện gì mà cậu vội vàng thế? Có một nhà phú hảo từ lâu đã nghe danh thầy chúng ta, cho nên cho người mang đến biếu thầy một ít gạo đây. Thầy trò chúng ta coi bộ đã gặp may rồi. Chừng này gạo cũng đủ giúp chúng ta qua cơn bỉ cực. Bây giờ thầy phân công cho Từ Liêu dẫn các anh em vào rừng kiếm rau, còn Châu Ca thì ở nhà làm nhiệm vụ nấu cơm. Chúng con xin vâng lời thầy. Chao ôi, học trò bậc nhất của ta mà lại đi ăn vụng hèn hạ như thế sao? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thì là tan thành mây khói. Các con ơi, chúng ta đã đi ròng rã bao nhiêu ngày đường. Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, vẫn mục dạ theo thầy. Hôm nay may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trong những ngày khó khăn này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương, nhớ đến mẹ cha thầy. Cho nên thầy muốn xới một chén cơm để cúng cha mẹ. Các con nói coi có nên chăng? Dạ thưa thầy, nên ạ. Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không. Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch. Con thử nói coi là tại làm sao. Thưa thầy, trong lúc mở vung ra coi cơm trong nồi đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào làm cho bụi bặm và bồ hóng ở trên gác bếp rơi xuống. Con đã nhanh tay đẩy vung lại nhưng vẫn không kịp, cơm trong nồi đã dính đầy bụi ở mặt trên. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, tính vứt đi, nhưng lại nghĩ thầy trò ta lâu không được ăn cơm, mà số cơm bẩn lại nhiều tương đương với phần ăn của một người. Do đó con đã mạn phép thầy và các anh em ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và các anh em. Thưa thầy, như vậy hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép chỉ ăn phần rau thôi. Thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ. Chao ôi, thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Xém chút nữa thì ta trở thành kẻ hồ đồ rồi.